Từ ngày 1 tháng 8, do những tác động của dịch COVID-19, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông báo tạm ngừng chạy đôi tàu SE11, SE12 xuất phát từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Hành khách có vé đi các đôi tàu SE11, SE12 những ngày tạm ngừng sẽ được trả vé hoặc đổi vé sang các đoàn tàu khác. Hành khách có vé tàu SE12 sẽ chuyển sang tàu SE6 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày. Khách có vé SE11 sẽ chuyển sang tàu SE9 xuất phát từ Hà Nội lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày. Trước đó, ngành đường sắt đã tổ chức chạy đôi tàu tăng cường SE11, SE12 từ ngày 28 tháng 7. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên đây là đôi tàu Bắc Nam đầu tiên được tạm ngừng. Đối với các đội tàu khác, tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức chạy bình thường, tuy nhiên không dừng đón trả khách tại ga Đà Nẵng.